Em thân mến, mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài 13, bài 14 và bài 15 ở trang số 12 trong cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 2 nhé. Bài 13 đề bài như sau. Vườn nhà Mai có 28 cây xoài và 52 cây cam. Hỏi, vườn nhà Mai có tất cả bao nhiêu cây xoài và cây cam? Đề bài hỏi chúng mình là tất cả. Tất cả bao nhiêu cây chúng ta gộp lại thôi. Nhà bạn có hai loại cây, đó là cây xoài và cây cam. Cây xoài là 28 cây và cây cam là 52 cây. Chúng mình gộp lại sẽ ra được tất cả các em nhé. Cộng, đúng không? Câu lời giải mình sẽ viết như sau. Vườn nhà Mai có tất cả số cây xoài và cây cam là... Hai chấm xuống dòng phép tính, đó chính là phép cộng. Chúng mình lấy 28 cộng 52 nhé. Ta được kết quả bằng 80, các em tự tính ra nhé. Mở ngoặc đơn vị là cây, đóng ngoặc. Xuống dòng mình ghi đáp số nè. 2 chấm 80 cây xoài và cây cam. Chấm. Mình đã xong bài 13 rồi. Tiếp theo là bài 14. Đề bài như sau. Mẹ mua 2 hộp bánh. Hộp thứ nhất có 12 chiếc bánh. Hộp thứ hai có 18 chiếc bánh. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu chiếc bánh? Có 2 hộp bánh các em ạ. Mẹ có 2 hộp bánh nhé. Hộp thứ nhất này có 12 chiếc. Hộp thứ hai có 18 chiếc. Và chúng mình gộp lại thì sẽ ra được là tất cả số chiếc bánh mà mẹ mua nhé. Phép cộng các em ạ. Câu lời giải mình sẽ viết như sau. Mẹ đã mua số chiếc bánh là... Hai chấm xuống dòng phép tính của chúng mình, ta sẽ lấy 12 cộng với lại 18. Và ta được kết quả bằng 30. Bằng ngoặc, đơn vị là chiếc, đóng ngoặc. Và chúng ta ghi đáp số 2.30 chiếc bánh. Chúng mình đã xong bài 14 rồi. Tiếp theo là bài 15. Đề bài như sau. Lớp 2A trồng được 2 hàng cây. Hàng thứ nhất có 16 cây. Hàng thứ hai có 14 cây. Hỏi lớp 2A trồng được bao nhiêu cây? Có 2 hàng cây này. Hàng thứ nhất có 16 cây, hàng thứ hai thì có 14 cây. Và hỏi chúng mình là lớp 2A trồng được bao nhiêu cây, ta gộp lại thôi nhé. Để mình sẽ ra thôi. Bây giờ câu lời giải mình sẽ viết như sau. Lớp 2A trồng được số cây là... Hai chấm xuống dòng phép tính của chúng mình. Ta sẽ lấy 16 gộp với 14 nhé. Phép cộng. 16 cộng với 14 ta được kết quả bằng 30. Mở ngoặc đơn vị là cây. Đóng ngoặc. Xuống dòng đáp số 30 cây. Chấm. Vậy là thầy trò chúng mình đã làm xong bài số 15 ở trang số 12 rồi các em ạ. Và đây cũng là bài cuối cùng ở trong dạng toán số 2, bài toán có lời văn sử dụng phép cộng với ý nghĩa gộp. Thầy chúc các em học tốt nhé. Và thầy hẹn gặp lại các em ở trong các video chữa bài tập ở dạng toán số 3.